Xin chào mọi người đã đến với kênh cây thuốc chữa bệnh quanh ta Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu một cây thuốc có tác dụng chữa đau răng, sâu răng, chữa chàm, chốc ở trẻ em, chữa bong gân và sai khớp Cây thuốc hôm nay tôi muốn nói đến đó là cây lai Cây lai có tên khác gọi cây thẩu xoan thuộc họ thầu dầu Cây thường mọc hoang và được trồng ở nhiều tỉnh miền núi và trung du nước ta. Cây là loài cây gỗ lớn cao 10 đến 30 m, đường kính 30 đến 40 cm. Cành non có góc và phủ lông hình sao, màu hung vàng, lá tập trung ở đầu cành. Phiến lá hình bầu dục, lá nguyên hay chia làm 3 đến 5 thùy, đầu lá đầu lá nhọn. Gốc lá hình nêm rộng. Có khi hình tim, mép lá thường lượn sóng hay khía răng thô. Mặt trên màu lục bóng, mặt dưới trăng trắng. Cuống lá dài 6 đến 12 cm. Hoa đực và hoa cái cùng gốc, xếp thành chùm ở đầu cành, màu trắng. Quả hạch hình bầu dục ngang, có 1 đến 2 hạt hình trứng nhăn nheo ra màu đen. Bộ phận dùng: vỏ thân, hạt, dầu hạt. Công dụng: dầu hạt lai dùng để chế xà phòng, dầu nhờn, dầu phá sơn. Dầu hạt cũng được dùng làm thuốc sổ thay thế dầu thầu dầu. Dùng chữa bệnh lị, ỉa chảy, bệnh về tóc. Khô dầu dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hạt và lá lai dùng làm thuốc chữa bế kinh và thai nhiệt. Cách dùng và liều lượng, ngày dùng 10 đến 15 vỏ dạng thuốc sắc dùng riêng hay phối hợp các vị thuốc khác. Bài thuốc ứng dụng cụ thể như sau. Bài thứ nhất, chữa đau răng, sâu răng. Vỏ thân cây lai, cạo sạch lớp bần, thái nhỏ, phơi khô, lấy 10 gram, sắc với nước cho đặc. Ngậm 15 đến 20 phút rồi nhổ đi hoặc phối hợp với vỏ cây chám, dễ cả dại, dễ chanh, sắc và ngậm như trên. Có thể ngâm trong rượu 5 đến 7 ngày để dùng. Bài thuốc ứng dụng thứ hai chữa tràm, chốc ở trẻ em. Nhân hạt lai lấy ở quả chín, giã nhỏ với cây cóc mặn trộn với ít rượu, bôi hàng ngày lên vết tràm. Bài thuốc ứng dụng thứ ba chữa bong gân sai khớp. Lá lai bánh tẻ 20g, vỏ cây gạo 30g, lá cây chẹo 20g, lá chè xanh tươi 20g tất cả dã nát, hấp nóng, đắp và băng lại. Ngày làm một lần, dùng 4 đến 5 ngày. Lưu ý không dùng vỏ cây lai, dầu lai cho phụ nữ có thai. Trên đây tôi vừa giới thiệu với quý vị cây lai để dùng làm thuốc. Để liên tục được cập nhật tin tức, quý vị hãy đăng ký kênh. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi sau